Đã bao lâu rồi các bạn chưa được lắng nghe những âm thanh như thế này vang lên? Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được nhìn thấy những cánh tay của các cổ động viên ở một sân đấu chật kín phải chờ 522 ngày để được xem bóng đá tại một cầu trường chật kín khán giả như thế này? Trên sân lúc này nhiệt độ là 33 độ C, độ ẩm là 66%. Ngày nay thì chúng ta sẽ được theo dõi cuộc đọ sức giữa hai nhà cầm quân, có thể nói là những nhà cầm quân số 1 thế giới vào thời điểm hiện tại. Đây đều là những huấn luyện viên đã từng lên đỉnh ở châu Âu. Bruno, Jao Cancelo. Pha xử lý rất tốt. Buffon. Janto. Hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu giữa hai đội tuyển trôi qua, đã có những cú sút được tạo ra, nhưng từng đó là chưa đủ để có thể coi là những cơ hội. Marsabut. Brand. Cơ hội dứt điểm ngay. Bao! Như vậy là bóng đã được đưa vào lưới của đội khách. Tỷ số là 1-0. Quá tinh tế. Ta một lần nữa hãy cùng chiêm ngưỡng lại pha lập công. Hệ thống phòng ngự thực sự đã bắt tập trung bởi tình huống vừa rồi, và ngay lập tức thì họ đã phải vào lưới nhận bóng. Jao Cancelo, Ruben Dias, Vitinha. Pha bắt bài rất tốt. Marsabut. Ramusen. Patrick Schick. Làm gì đây? Không được rồi. Thêm một lần nữa thì khung thành bị đặt trong tình thế nguy hiểm. Patrick Schick. Mục tiêu của hàng phòng ngự là phá bóng đi càng xa càng tốt. Cách tốt nhất để giải tỏa sức ép, và cũng là cách tốt nhất để tránh việc thể lực bị bào mòn sẽ dẫn tới những pha xử lý sai lầm. Và cắt bóng rất hay. Patrick Schick. Cánh rất thoáng. Đánh đâu? Không được rồi. Trận đấu đang diễn ra với một thế trận khá cởi mở, với những tình huống bóng phối hợp và tổ chức tấn công sáng tạo của cầu thủ hai bên. Pepe, Ruben Dias. Xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ trong ít phút trước chúng ta cùng quay trở lại những diễn biến ở trong hiệp 2 ở cặp đấu này.
Kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên thì cả hai đội đều chưa thay người. Thôi không đá đấm gì nữa, trọng tài đã cho các cầu thủ của cả hai bên ra nghỉ. Hiệp 1 của trận đấu diễn ra có chất lượng. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà đã bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Có thể nói rằng hiệp 1 của trận đấu này là một hiệp đấu đủ để cho chúng ta thấy được tương đối đầy đủ về năng lực cũng như bản lĩnh của hai đội vật thể bên này. Và họ có những cá nhân đủ để giải quyết các tình huống ở phía trên. Đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Rất vướng ngẩn, thực sự là như vậy. Bruno Fernandes. Vitinha. Hơi khó hiểu cho đường truyền vừa rồi. Rất là lướt. Ramusen. Thomas Susek. Rất bình tĩnh. Quả đá phạt góc. Đường chuyền vào. Và can thiệp tốt. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Phản công nhanh. Vẫn còn. Một tình huống thiếu tập trung. Mất bóng rồi. Brand. Janto. Thomas Susek. Kufan. Hai cầu thủ tấn công biên thường xuyên có những tình huống di chuyển vào khu vực trung lộ trong trận này. Bruno Fernandes. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất hay và cực kỳ chất lượng. Rất hay. Janto. Thomas Susek. Patrick Schick. Ramusen. Neves. Leao. Rất khôn khéo. Diego Dalot. Neves. Leao. Pepe. Neves. Không được. Đó là một tình huống cần rất nhiều cảm giác bóng. Brand. Marsabot. Patrick Schick. Thomas Susek. Janto. Ramusen. Tốc độ rất nhanh. Jamario. Và như vậy là trọng tài người Myanmar khi mà Win đã nổi còi khép lại trận đấu giữa hai đội vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay. Và đến đây thì buổi tư vấn trực tiếp xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và gặp lại các bạn trong những trận đấu tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Sima.
Sina.